Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục đã kết thúc giai đoạn 2016-2020 và bước sang giai đoạn mới 2021-2026. Năm 2021, ngoài các nội dung xuyên suốt, sẽ có 3 điểm mới, đó là tổ chức talk show trực tuyến với chủ đề Tri thức trẻ trong kỷ nguyên mới của tri thức, tổ chức ngày hội Tri thức trẻ vì giáo dục và đặc biệt 10 công trình sáng kiến tiêu biểu nhất sẽ được ban tổ chức đầu tư kinh phí, hỗ trợ đội ngũ tư vấn để phát triển hoàn thiện sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn. Năm nay, chương trình tiếp tục tìm kiếm các công trình sáng kiến thuộc 3 nhóm nội dung: đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy học tập nghiên cứu và công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, bình chọn hàng tháng trên website trithức trẻ.doanthanhniên.vn, chấm chung kết và trao giải dự kiến vào tháng 4 năm 2022. Tối đa 5 công trình sáng kiến tiêu biểu nhất sẽ được nhận tiền thưởng là 100 triệu đồng một công trình.